Dạ, xin được chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Thì em là Hải, tư vấn bán hàng của Honda Auto Long An. Rất lâu rồi thì em mới gặp lại anh chị. Trong clip hôm nay em xin phép cập nhật chương trình khuyến mãi tháng 10 của dòng xe Honda City 2021. Dạ, thì hiện tại Honda City đang nằm trong cái phân khúc sedan hạng B. Với cái phân khúc này thì sẽ có rất nhiều cái sự lựa chọn cho anh chị, bao gồm Toyota Vios, Hyundai Accent, Nissan Almera, Suzuki Ciaz và Mitsubishi Outrage. Hiện tại thì Honda City đang phân bố gồm có 4 phiên bản, với phiên bản thấp nhất có tên gọi là Honda City E, có giá niêm yết là 499 triệu đồng và giá lăn bánh tại Long An là 526 triệu đồng. Anh chị lưu ý giúp em là mức giá trên đã bao gồm chương trình khuyến mãi tiền mặt từ đại lý Honda Auto Long An và chưa bao gồm phí bảo hiểm thân xe. Thì tổng quan cái chiếc Honda City E này thì đây là một cái phiên bản hướng đến cái tệp khách hàng sử dụng xe với mục đích kinh doanh, dịch vụ như là xe taxi, Grab anh chị. Về phần đầu xe thì nó vẫn sử dụng cụm đèn full halogen với đèn định vị ban ngày là một dãy LED, không có đèn sương mù. Về phần thân xe thì bốn cái bánh xe trên Honda City E chỉ được trang bị mâm sắt, giống y chang cái mâm trong cái lớp xe cua của anh chị vậy đó. Và ở bên ngoài nó sẽ được trang bị một cái chụp mâm nhằm tăng cái tính thẩm mỹ cũng như là giảm cái độ thô của cái mâm sắt này xuống. Gương chiếu hậu trên Honda City E thì chỉ có chức năng chỉnh điện thôi. Gập thì anh chị phải gập bằng tay và không có tích hợp xi nhan trên gương. Lúc này cái xi nhan nó sẽ được đem xuống gắn ở bên tay xe anh chị, nó giống cái xi nhan nút áo vậy đó. Tiếp đến là về phần tay nắm cửa thì tay nắm cửa này sẽ không được trang bị chức năng là cảm biến đóng mở cửa. Phía sau xe Honda City không được trang bị camera lùi cũng như không được trang bị cảm biến lùi luôn. Và một cái option bị cắt đi nữa rất là đáng tiếc, đó là cái nút bấm mở cốp. Lúc này anh chị muốn mở cốp thì mình giữ cái nút mở cốp ở trên chìa khóa Smart Key, hoặc là mình vào trong khoang nội thất này thì mình lẫy cái nút mở cốp lên ha. Phía bên trong nội thất này thì City E vô lăng của nó sẽ không được trang bị chức năng Cruise Control, cái chức năng ga hành trình của anh chị đó. Không có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, điều hòa chỉ được trang bị điều hòa chỉnh cơ một vùng. Cái đáng tiếc nhất ở bên trong cái nội thất này đó là cái màn hình DVD, cái màn hình trắng đen anh chị. Cái màn hình này chỉ sử dụng kết nối Bluetooth với lại nghe FM được thôi. Ngoài ra anh chị không thể kết nối các cái điện thoại thông minh như là Apple CarPlay hay là Android Auto. Một điều đáng chú ý nữa trên Honda City E này, khi mà anh chị muốn lắp cái camera lùi thì bắt buộc anh chị phải thay cái màn hình. Tại vì cái màn hình này là cái màn hình trắng đen, nó không có hỗ trợ tích hợp camera lùi, nên là khi anh chị lắp camera lùi bắt buộc mình phải thay cái màn hình. Và cái màn hình này ở ngoài thị trường họ bán thì dao động giá từ 5 triệu nè, 8 triệu và mười mấy triệu cũng có. Giá tiền càng cao thì cái màn hình nó càng xịn nha anh chị. Thì khá nhiều cái trang bị cắt trên Honda City E này, thì cái tên thùng ton di động đặt cho Honda City E không có gì để bàn cãi. Dạ, tiếp theo là phiên bản Honda City G có giá niêm yết là 529 triệu và giá lăn bánh tại Long An là 559 triệu đồng. Anh chị lưu ý giúp em là mức giá trên đã bao gồm chương trình khuyến mãi tiền mặt từ đại lý Honda Auto Long An và chưa bao gồm phí bảo hiểm thân xe nha anh chị, chưa bao gồm bảo hiểm thân xe. Thì City G này nó là một cái phiên bản nâng cấp từ City E. Tổng quan của cái chiếc xe này thì đầu xe nó vẫn sử dụng đèn halogen, vẫn có đèn định vị ban ngày LED, không có đèn sương mù. Mâm xe của nó đã được nâng cấp từ cái mâm sắt lên thành cái mâm 15 inch hợp kim nhôm. Tiếp theo thì gương chiếu hậu của nó vẫn chỉ có duy nhất một cái tính năng, đó là chỉnh điện thôi. Gập thì anh chị phải gập bằng tay. Vẫn không được tích hợp xi nhan trên gương, mà lúc này cái xi nhan nó sẽ được đem xuống cái tay xe, cái xi nhan nút áo. Tay nắm cửa thì vẫn chưa được trang bị cái chức năng cảm biến đóng mở cửa. Phía sau xe thì xe vẫn chưa được trang bị camera lùi hay là cảm biến lùi luôn. Thì phía bên trong nội thất thì Honda City G vẫn chưa được trang bị cái chức năng Cruise Control ga hành trình nè. Không có bệ tỳ tai, không được trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Điều hòa vẫn là điều hòa chỉnh cơ một vùng. Và cái màn hình DVD anh chị, cái màn hình trắng đen trên phiên bản City E không còn nữa, mà nó đã được nâng cấp lên cái màn hình full LCD có kích thước lên đến 8 inch. Với phiên bản City G này, cái màn hình nó đã được nâng cấp lên thành cái màn hình 8 inch rồi. Nên là khi anh chị lắp camera lùi thì nó rất dễ dàng. Khi anh chị đến showroom Honda Auto Long An, anh chị mua City G thì em Hải sẽ tặng cho anh chị cái camera lùi này. Dạ, thì tiếp theo là phiên bản Honda City L. Đây là một cái phiên bản cận cao cấp, có giá niêm yết là 569 triệu và giá lăn bánh tại Long An là 598 triệu đồng. Anh chị lưu ý em là mức giá trên đã bao gồm chương trình khuyến mãi tiền mặt từ đại lý Honda Auto Long An và chưa bao gồm phí bảo hiểm thân xe. Thì khi mà anh chị chọn City L và Honda City RS á, thì sẽ có 6 cái màu sắc cho anh chị lựa chọn, bao gồm màu trắng, màu bạc, màu đen, màu titan, xanh đậm và màu đỏ. Riêng anh chị chọn màu đỏ thì nó sẽ đắt hơn những cái màu còn lại là 5 triệu đồng. Thì nhiều anh chị mình nói rằng
sao cái hãng của em hay có cái vụ mà chọn chọn màu mà thêm tiền quá vậy? Thì theo em đây là một cái tình hình chung anh chị. Khi anh chị mình qua hãng Ford nè, hay điển hình khi anh chị mình qua Toyota, anh chị chọn Toyota Vios màu trắng ngọc chai thì mình sẽ cộng thêm 8 triệu tiền màu. Tổng quan về cái chiếc Honda CTL này thì đầu xe nó y chang CTE với CTG vậy đó anh chị. Vẫn được sử dụng đèn full halogen, vẫn có đèn định vị ban ngày LED, không có đèn sương mù. Về phần thân xe thì mâm xe của nó được trang bị mâm 16 inch vành đúc hợp kim nhôm, với cái tạo hình mâm trong y chang phiên bản RS. Gương xe thì đã được trang bị đầy đủ các chức năng như là gập điện, chỉnh điện, tích hợp xi nhan trên gương. Tay nắm cửa đã được trang bị cái chức năng là cảm biến đóng mở cửa rồi. Phía đuôi xe của Honda CTL đã được trang bị camera lùi 3 góc quay, với góc 180 độ, 130 độ và góc 90 độ, và chưa được trang bị cảm biến lùi nha anh chị. Về phần nội thất của Honda CTL thì vô lăng của nó đã được trang bị chức năng cruise control, ga hành trình tự động rồi. Vẫn màn hình giải trí 8 inch, kết nối đầy đủ Apple CarPlay và Android Auto. Đã được trang bị bệ tì tay, có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, và cái hệ thống điều hòa trên CTL này là điều hòa tự động một vùng độc lập. Dạ, thì cuối cùng là phiên bản cao cấp nhất của Honda City, có tên gọi là Honda City RS, có giá niêm yết là 599 triệu đồng. Riêng anh chị chọn màu đỏ thì sẽ thêm 5 triệu là 604 triệu. Và giá lăn bánh của Honda City RS tại Long An là 646 triệu đồng. Anh chị lưu ý giúp em là mức giá trên đã bao gồm chương trình khuyến mãi tiền mặt từ đại lý Honda Auto Long An và chưa bao gồm phí bảo hiểm thân xe. Thì tổng quan của cái phiên bản RS này thì phần đầu xe của nó sẽ được trang bị cụm đèn full LED trông rất đẹp mắt, giống với kiểu thiết kế trên đàn anh là Honda Civic hay là Honda Accord. Mặt ca lăng sẽ được sơn đen thể thao có logo RS màu đỏ, tượng trưng cho cái phiên bản thể thao của dòng Honda City này. Phía dưới là đèn sương mù LED, chỉ được trang bị duy nhất cho phiên bản RS bản cao cấp của Honda City. Về phần thân xe thì mâm xe vẫn được trang bị mâm 16 inch phay xước, trong cái mâm nó sẽ đẹp hơn, sang trọng và cứng cáp chiếc xe hơn là cái mâm 16 inch hợp kim nhôm trên cái phiên bản Honda CTL. Về phần gương chiếu hậu thì gương trên phiên bản RS sẽ được sơn đen thể thao, vẫn có đầy đủ các chức năng như là gập điện, chỉnh điện, tích hợp xi nhan trên gương. Cảm biến đóng mở cửa vẫn được trang bị đầy đủ. Phía sau xe thì Honda City RS vẫn được trang bị camera lùi 3 góc quay. Và mặc dù là bản RS bản cao cấp nhất rồi nhưng Honda City vẫn chưa được trang bị cảm biến lùi nha anh chị. Thì khi mà anh chị đến showroom Honda Auto Long An, anh chị mua xe của em Hải thì em sẽ tặng cho anh chị 4 cái cảm biến lùi này, nó có giá là 1,5 triệu. Còn nếu như anh chị nào mình muốn lắp thêm 2 cái cảm biến phía trước nữa, tổng cộng là 2 cái cảm biến trước với 4 cái cảm biến sau, có giá là 3,5 triệu nha anh chị. Tiếp theo thì về bên trong khoang nội thất của Honda City bản RS này thì nội thất nó sẽ có 2 cái màu tương phản là màu đỏ với màu đen. Màu đen của nội thất và màu đỏ của các cái đường chỉ khâu quanh vô lăng, quanh cái tắp bi cửa hay là các cái đường chỉ may ghế. Tiếp đến là về cái phần vô lăng thì nó sẽ được trang bị đầy đủ chức năng là cruise control nè, và lẫy số vô lăng chỉ được trang bị duy nhất trên phiên bản RS này, kết hợp với là hộp số CVT, hộp số vô cấp nhưng mà giả lập cho anh chị 7 cấp số ảo. Kế tiếp là vẫn màn hình giải trí 8 inch, điều hòa tự động một vùng độc lập, có cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Nói chung là cái nội thất của nó thì tương tự trên cái phiên bản L vậy đó, nhưng mà nó sẽ nâng cấp thêm cái hệ thống loa. Phiên bản RS này thì nó sẽ trang bị 8 loa, còn từ cái phiên bản L trở xuống thì nó chỉ được trang bị 4 loa mà thôi. Và cái thứ hai nữa là về cái hệ thống an toàn bị động, đó là về cái số túi khí. Trên phiên bản cao cấp nhất, phiên bản RS của City thì nó sẽ được trang bị 6 túi khí. Thêm 2 cái túi khí rèm được đặt ngay cái chỗ A trên xe của anh chị á. Còn từ cái phiên bản L trở xuống thì nó chỉ được trang bị 4 túi khí mà thôi. Và một cái trang bị rất đáng tiền nữa trên cái phiên bản City RS này, đó là cái chức năng đề nổ từ xa. Khi mà anh chị thao tác khóa xe một lần, lần thứ hai mình bấm giữ cái nút đề nổ từ xa khoảng 5 giây thì chiếc xe của mình nó tự động nổ máy trong vòng 10 phút. Song song với việc nổ máy thì lúc này trong xe cái máy lạnh nó cũng tự động bật để coi như là làm mát, làm lạnh ở trong cái khoang nội thất. Thì khi mà anh chị lên xe thì mình dễ chịu với cái nhiệt độ ở trong xe hơn. Dạ, thì có nhiều anh chị nói với em là sao cái xe City bên em đã trừ khuyến mãi rồi mà giá nó vẫn còn cao hơn so với nhiều cái xe trong phân khúc quá vậy em? Dạ, tại vì không riêng gì City mà hầu hết các xe trong phân khúc của Honda Auto anh chị thì thường thì nó có sẽ có cái mức giá hơi cao hơn so với các cái đối thủ mà nhiều anh chị hay gọi là ngáo giá đó. Thì thực chất cái đồng tiền nó có đi đôi với cái chất lượng hay không thì anh chị phải đến showroom mình xem xe tận mắt. Nếu mà xem xe rồi chưa thỏa mãn thì mình có thể lên xe để mình chạy thử, để cảm nhận cho riêng mình. Tại vì cái cảm nhận thì nó sẽ riêng của từng người, chứ mình khi mà anh chị mua xe thì anh chị đừng có nên hỏi ý kiến ai hết á. Nếu mà hỏi ý kiến người này người kia, họ bàn này bàn kia thì đâm ra cái quyết định cuối cùng của anh chị mình mua xe giùm người khác chứ không phải mua xe cho mình sử dụng. Thì khi mà anh chị đi mua xe, đặc biệt là cái dòng City này, khi mà so sánh với các cái đối thủ trong cùng phân khúc á, nếu như mà dưới gầm bệ đồ anh chị không coi được
thì anh chị có thể khảo sát bằng cái việc các cái vật liệu coi như là khung gầm hay là thân vỏ nó có chắc chắn hay không, bằng cách là mình ấn thử, mình ấn nhẹ nhẹ thôi nha anh chị. Chứ có nhiều hãng tôn nó mỏng, anh chị ấn nó thủng vô là mình mất công. Với Honda City này thì anh chị cứ gõ và anh chị nhấn thoải mái, nó rất là chắc chắn và tiếng đóng cửa của nó rất là chắc, tiếng đóng cửa rất là chắc. Và đặc biệt với dòng Honda City á, mà anh chị chọn cái phiên bản City RS bản cao cấp nhất, khi mà anh chị chạy lăn bánh ngoài đường mà lỡ như mình đậu đèn đỏ ngang hàng với Vios, Accent hay là những cái xe trong phân khúc sedan hạng B, thì cá nhân em thấy thì em rất là tự tin. Tại vì sao? Tại vì khi mà City RS đặt cạnh những cái chiếc xe đó thì City sẽ mang cái dáng vóc gì đó đàn anh hơn và nhìn nó cứng cáp hơn. Tại vì đơn giản thôi, một phần thì giá tiền nó cũng quyết định rồi. Trên đây là cái bài báo giá lăn bánh chi tiết của dòng xe Honda City trong tháng 10 2021 tại Honda Auto Long An. Thì anh chị lưu ý giúp em là cái mức giá trên chỉ là cái mức giá chung để tham khảo thôi. Thực tế khi anh chị đến showroom xem xe trực tiếp hoặc anh chị gọi cái số hotline bên dưới thì cái chương trình khuyến mãi nó có thể tăng lên. Ngoài chương trình khuyến mãi tiền mặt, nếu như anh chị không lấy tiền mặt thì em sẽ tặng cho anh chị 1 năm bảo hiểm kèm theo rất nhiều cái phụ kiện theo xe. Điển hình như là bọc toàn bộ ghế trong khoang nội thất nè, dán phim, phủ gầm, nẹp bước chân, rất là nhiều các món phụ kiện theo xe. Để biết thêm cái chi tiết về chương trình khuyến mãi đặc biệt từ đại lý Honda Auto Long An, cũng như về cái chi phí bảo hiểm thân xe, các cái chương trình trả góp thì anh chị vui lòng gọi số hotline bên dưới, hoặc là anh chị chỉ cần nhá máy thôi thì em sẽ gọi lại trực tiếp miễn phí tư vấn cho anh chị. Thì cái số hotline bên dưới em cũng sử dụng dùng cái Zalo luôn, và anh chị đừng ngần ngại hãy nhắn tin trực tiếp vào cái Zalo của em thì em sẽ hỗ trợ qua tin nhắn 24/24 cho anh chị. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem và chân thành cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ em trong suốt cái thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.